vị đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên. Trong phần mở đầu của chương trình, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý trong tuần qua của lĩnh vực môi trường và tài nguyên. Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 02 NQ-TVK về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sau 10 năm thực hiện, các quan điểm, chính sách của nghị quyết được thể chế hóa. Một số mục tiêu của nghị quyết đã đạt được kết quả đáng kể. Trong đó, công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quan tâm đầu tư với nhiều loại khoáng sản quan trọng. Chiến lược được điều tra, đánh giá, tạo tiền đề phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quy mô lớn như titan, đất hiếm, urani, đá ốp lát. Một số mỏ quy mô lớn trung bình đang khai thác, chế biến hiệu quả. Công tác khai thác khoáng sản đã gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng. Công nghiệp khai khoáng nước ta đã chuyển từ phát triển theo bề rộng dần chuyển sang chiều sâu. Tuy vậy, sau 10 năm, một số mục tiêu của nghị quyết vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, bối cảnh nền kinh tế thế giới sau 10 năm có nhiều thay đổi, chuyển từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đã đang ở thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cần có những định hướng mới trong chiến lược khoáng sản cũng như phát triển công nghiệp khai khoáng trong giai đoạn tới. Chính vì vậy, ban chỉ đạo được thành lập với mục tiêu đánh giá công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết 02 NQ-TVK sau 10 năm thực hiện, đồng thời xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 02 NQ-TVK để trình Bộ Chính trị vào tháng 11 năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV đã ghi nhận 1.645 vụ việc vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Trong số đó, 1.111 vụ việc vi phạm được người dân thông báo qua đường dây nóng về bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522. Nhờ sự phối hợp và vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng các địa phương, 477 cá thể động vật hoang dã còn sống đã được cứu hộ từ các vụ việc vi phạm hoặc được người dân tự nguyện chuyển giao. Trong số các cá thể động vật hoang dã được cứu hộ thành công, có 272 cá thể, chiếm hơn 57% là các loài rùa nguy cấp, quý hiếm, bị nuôi nhốt, quảng cáo, buôn bán và vận chuyển trái phép. Các cơ quan chức năng cũng đã giải cứu 84 cá thể khỉ, chiếm gần 18%, đang bị nuôi nhốt để làm cảnh tại các nhà hàng, quán cà phê và nhà dân. Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Frontiers tuần qua, 25 thành phố lớn hầu hết ở Trung Quốc tạo ra lượng khí thải chiếm hơn 50% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nếu tính bình quân đầu người, lượng khí thải từ các thành phố ở những nơi giàu nhất thế giới, nhìn chung vẫn cao hơn lượng khí thải từ những trung tâm đô thị ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu so sánh lượng khí thải nhà kính tại 167 thành phố ở 53 quốc gia, chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Liên minh châu Âu. Do đây là những quốc gia và khu vực có lượng phát thải lớn, kết quả cho thấy chỉ riêng 23 thành phố của Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải, Bắc Kinh và Hàm Đan, cùng thủ đô Moscow và Tokyo đã chiếm tới 52% tổng lượng phát thải của 167 thành phố nói trên. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý rằng một số dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu chưa thực sự đầy đủ, bởi một vài thành phố chỉ cung cấp số liệu từ năm 2005 trở lại đây. Sự thiếu nhất quán trong cách các thành phố thống kê lượng khí thải cũng khiến việc so sánh trở nên khó khăn hơn. Nghiên cứu mới công bố được cho là đã giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về khí thải đô thị. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi nhìn lên số liệu trên màn hình này. Như quý vị có thể thấy, đây là số thời gian ước tính theo năm để các loại rác thải nhựa có thể phân hủy trong môi trường tự nhiên. Cụ thể, cần đến ít nhất 100 năm để một chiếc ống hút có thể phân hủy. Chai nhựa cần đến 450 năm, cốc nhựa là 50 năm và túi ni lông cần ít nhất 500 năm. Đến 1.000 năm. Đó là thời gian cần thiết để một chiếc túi ni lông có thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Thế nhưng mỗi ngày, có đến hàng triệu túi ni lông bị thải bỏ ra môi trường. Chỉ 3% trong số đó được tái sử dụng. Túi ni lông là đồ vật đang bị lạm dụng một cách quá mức trong đời sống hàng ngày, đi ngược lại hoàn toàn với mục tiêu ban đầu lúc mới ra đời của nó, đó là tính bền vững và tái sử dụng. Tại nước ta, khi rác thải còn chưa được phân loại và cách xử lý chủ yếu vẫn là chôn lấp, thì không tránh được việc một lượng lớn túi ni lông ở ngoài môi trường và theo dòng nước trôi ra biển. Túi ni lông khi bị chôn lấp trong đất còn gây ô nhiễm đất và nguồn nước, có khả năng gây tắc nghẽn cống rãnh, ứ đọng nước thải. Nếu không có công nghệ và quy trình phù hợp, thì kể cả khi xử lý túi ni lông gốc dầu mỏ bằng phương pháp đốt, cũng sẽ làm sản sinh ra các chất độc nguy hại như furan hay dioxin.
Những số liệu thống kê vừa rồi phần nào đã thể hiện tính cấp bách trong việc phải giảm thiểu và thay thế dần túi ni lông, nhất là khi thói quen sử dụng túi ni lông đã ăn sâu bám rễ vào đời sống của nhiều người. Bởi một khi túi ni lông vẫn còn được cho không, thì một bộ phận lớn người tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục nhận lấy và thải bỏ chỉ sau vài phút sử dụng. Chính vì vậy, công cụ kinh tế để giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy đang là giải pháp được cho là phù hợp với nước ta hiện nay. Cứ đi mua hàng là nghiễm nhiên nhận về túi ni lông. Giá thành túi ni lông khó phân hủy trên thị trường trung bình chỉ trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Đó cũng chính là lý do mà nhiều tiểu thương và các cửa hàng bán lẻ vẫn lựa chọn túi ni lông để làm túi đựng cho khách mua hàng, thay vì các loại túi khác có chất liệu thân thiện hơn với môi trường. Việc tăng thuế đối với mặt hàng túi ni lông khó phân hủy đã từng được đưa ra trong luật thuế bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ năm 2012. Theo luật này, mỗi kg túi ni lông khó phân hủy sẽ phải chịu thêm 40.000 đồng tiền thuế. Như vậy, nếu cộng thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường, thì mỗi kg túi ni lông khó phân hủy sẽ phải có giá bán ít nhất là 70.000 đồng. Thế nhưng nhiều năm qua, giá túi ni lông khó phân hủy vẫn chỉ loanh quanh trong khoảng 30.000 đồng 1 kg, bởi nhiều doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này không hề đóng thuế bảo vệ môi trường. Thực tiễn này đang cho thấy sự cần thiết trong việc siết chặt hơn việc quản lý và gia tăng thuế trong mặt hàng này nhằm giảm thiểu túi ni lông khó phân hủy ra thị trường. Khi mà người ta phải chi nhiều thì người ta phải hạn chế bớt mua. Thì cái đấy cũng là một cái ý rất là hay. Nhưng mà tăng bao nhiêu và tăng ở cái phân khúc nào, ở chỗ nào thì đấy lại là một cái mà chế tài mới làm được. Thế với bản thân tôi thì tôi thấy cái đấy là đúng. Thuế đó là công cụ mạnh. Anh không làm thì nó có luật nó quy định, nó có những cơ chế mà anh phải thực hiện. Đấy chính là một trong những công cụ mà các nước trên thế giới và đặc biệt là những nước có nền kinh tế thị trường phát triển người ta dùng để người ta điều chỉnh hành vi của người gây ô nhiễm, và trong đó có cái việc tức là thực hiện cái việc giảm thiểu cái chất thải nhựa nói chung và túi ni lông nói riêng. Hiện nay trên thị trường cũng đã có nhiều doanh nghiệp tự chuyển đổi sang sản xuất các loại túi ni lông phân hủy sinh học với giá bán cao hơn hẳn so với các loại túi ni lông khó phân hủy. Đây cũng được cho là một động thái chuyển mình cần thiết của các đơn vị sản xuất trong bối cảnh đề cao tính trách nhiệm đối với môi trường trong kinh doanh. Theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện có 19 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện môi trường, có hiệu lực cấp phép đến cuối năm 2021. Hoặc năm 2022 và 2023. Trong số đó, có 14 công ty sản xuất, bao gồm 5 công ty sở hữu 10 nhãn hiệu túi ni lông là túi nhựa tự phân hủy sinh học Vafaco và túi ni lông thân thiện môi trường Vafaco, túi ni lông tự hủy sinh học Tân Chí Thành và túi ni lông thân thiện môi trường Tân Chí Thành, túi ni lông tự hủy sinh học Anta và túi ni lông Anta, túi ni lông tự phân hủy sinh học Tân Thuận Thiên và túi ni lông thân thiện với môi trường Tân Thuận Thiên, túi ni lông OPEC và túi ni lông thân thiện môi trường OPEC. Sản lượng của 14 công ty này là từ 11.000 cho đến 14.000 tấn một năm. Các phòng thí nghiệm đã và đang thực hiện thử nghiệm khả năng tự phân hủy sinh học của các sản phẩm đăng ký, bao gồm phòng thử nghiệm Smith-Tellrapra, Vương quốc Anh, Quatest 3, Việt Nam, Sriram Scientific, Ấn Độ, Baram Penkajandan, Penerapan Technology, Indonesia, OWS, Vương quốc Bỉ, phòng thí nghiệm SP của Thụy Điển. Cái tiêu chuẩn mà để cho rất là dễ thì thứ nhất của ASTM, tức là của Mỹ, nhưng mà dụ tiêu chuẩn của châu Âu thì mấy cái tiêu chuẩn đấy nó cũng gần giống nhau. Thế thì nó đọng lại có 3 cái điểm mà rất khoát là phải đạt được. Thứ nhất là phải là có khả năng phân hủy sinh học, tạo ra cái chuỗi cuối cùng là các axit hữu cơ, là nước, là CO2. Và cái mà nữa tức là cực kỳ quan trọng, đó là có khả năng ủ compost. Có thể thấy những sản phẩm túi ni lông thân thiện với môi trường đều có giá thành cao hơn so với túi ni lông khó phân hủy. Thế nhưng với sự tăng trưởng của doanh nghiệp thì điều đó cho thấy một bộ phận người tiêu dùng và khách hàng vẫn sẵn sàng bỏ thêm chi phí cho sản phẩm thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, lợi dụng kẽ hở về quy chuẩn sản phẩm túi ni lông thân thiện môi trường, hiện có không ít doanh nghiệp đã tung ra thị trường rất nhiều loại túi ni lông có tên gọi túi ni lông phân hủy sinh học.
trong khi những sản phẩm này không hề có trong danh sách được Tổng cục Môi trường cấp giấy chứng nhận. Đơn cử như sản phẩm có tên là túi ni lông phân hủy sinh học của doanh nghiệp này. Nhãn sản phẩm còn được quảng cáo theo chứng nhận mã số SP003.15 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong khi trên thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hề đưa ra quy chuẩn nào có mã số này. Vâng, chỉ cần search từ khóa là túi ni lông phân hủy sinh học thì tôi đã tìm ra được rất nhiều loại túi được tự phong là ni lông phân hủy sinh học. Có thể là từ túi đựng thực phẩm cho đến túi đựng rác hay là túi đựng các cái loại hàng hóa thông thường. Và trên tay tôi thì là một cái sản phẩm túi ni lông được quảng cáo là phân hủy sinh học. Tuy nhiên có thể thấy thành phần cấu tạo ở đây là hạt nhựa PE nguyên sinh, PE tái sinh, trong khi sản phẩm này là một sản phẩm được bán rất nhiều ở các cửa hàng bán lẻ cũng như siêu thị. Và theo các nhà khoa học, nếu nguồn gốc là hạt nhựa PE nguyên sinh thì những loại túi này tuyệt đối không thể phân hủy sinh học. Những sản phẩm túi ni lông tự cho là phân hủy sinh học này cũng được bán với giá khá cao và được nhiều khách hàng tin dùng. Thế nhưng đáng buồn rằng đây lại là một sự đánh trao khái niệm và lừa dối niềm tin của người tiêu dùng. Đã có các cái PE vào HDPE thì thời gian phân hủy thì phải mấy trăm năm nếu ở trong cái điều kiện nào đó. Thế còn nếu như bình thường mà rất là lâu thì ở trong một cái điều kiện nào đó thì cũng phải mất vài chục năm. Mà trước tiên mà nếu mà chứa những cái đấy thì không phân hủy sinh học ngay được đâu. Nhất là anh thải ra biển ấy, thì trong điều kiện biển thì nó rất thiếu hữu cơ, để có những cái vùng nó là cát, thì lấy đâu ra vi sinh vật ở đấy mà phân hủy. Điều đáng nói là những sản phẩm túi ni lông phân hủy sinh học tự phong này không những không thể phân hủy sinh học ngay như quảng cáo, mà chúng còn có nguy cơ bị phân rã sau khi thải ra thành những hạt vi nhựa và gây nên những nguy hại đến môi trường và hệ sinh thái còn nghiêm trọng hơn những chiếc túi ni lông khó phân hủy. Có thể thấy trước thực trạng hỗn loạn của các loại túi ni lông trên thị trường hiện nay thì rất cần có chính sách để tạo lập thị trường tiêu thụ các loại túi ni lông thân thiện với môi trường. Trong đó cần siết chặt quy chuẩn và đăng ký sản phẩm đối với các mặt hàng đủ điều kiện và kiên quyết ngăn chặn những sản phẩm đội lốt ni lông phân hủy sinh học. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có sự hỗ trợ nhằm khích lệ các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm thực sự phân hủy sinh học, cũng như các doanh nghiệp tái chế nhựa nói chung và túi ni lông nói riêng. Đồng thời, chúng ta cũng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức và hành vi của người tiêu dùng. Nếu mà ví dụ như là anh đi vào một siêu thị, anh sử dụng túi ni lông thì anh phải nộp một khoản tiền. Còn nếu mà anh bên cạnh đó thì anh có một cái túi nó gọi là túi giấy chẳng hạn, có những loại như vậy, hay là cái túi vải mà nó không gây ra tổn hại môi trường thì có thể là người ta không phải nộp tiền. Thế tự nhiên nó đánh vào kinh tế thì đương nhiên là cái hành vi của người tiêu dùng người ta phải thay đổi. Cộng với đó nữa là cái nhận thức. Cái nhận thức thì cái này nó trở thành ý thức. Trên thế giới, các lệnh cấm hoặc tăng phí môi trường được áp dụng tại nhiều quốc gia đã phần nào cho thấy tính hiệu quả trong việc giảm thiểu và chấm dứt việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Ngay từ năm 1993, chính phủ Đan Mạch đã bắt đầu áp dụng phương thức này, khiến cho việc sử dụng túi ni lông tại đất nước này giảm đến 60% một cách nhanh chóng. Ở Ireland, từ năm 2002, với việc người tiêu dùng phải bỏ tiền mua túi ni lông, thì lượng túi được sử dụng đã giảm đến 90% và lượng rác thải nhựa cũng giảm đi đáng kể. Túi ni lông nói riêng hay là rác thải nhựa nói chung đều đang là một mối nguy toàn cầu đe dọa đến hệ sinh thái và cuộc sống của mọi loài sinh vật. Điều đáng nói, lượng rác thải nhựa đang hiện hữu là quá lớn, trong khi quá trình tái chế chúng đòi hỏi đến rất nhiều năng lượng và thải ra các loại khí nhà kính. Chính vì vậy, việc tìm ra được một công nghệ với chu trình tuần hoàn bền vững được cho là chìa khóa để dần giải quyết mối lo về rác thải nhựa. Hãy cùng chúng tôi đến với công nghệ xử lý rác thải nhựa của một công ty tại Canada để khám phá sự khác biệt trong cách tái chế các loại rác thải này của họ như thế nào qua chuyên mục Sống Xanh ngày hôm nay. Hàng năm, các nhà sản xuất trên thế giới tiêu tốn từ 80 đến 120 tỷ đô la giá trị của các nguyên liệu hóa thạch để làm ra các sản phẩm nhựa được sử dụng phổ biến như chai nước hay túi ni lông. Phần lớn trong số đó chỉ được sử dụng một lần rồi thải bỏ. Kể cả khi được tái chế,
thì hoạt động đó cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng phụ trợ và thải ra nhiều khí nhà kính vào bầu khí quyển, gây hại đến môi trường. Tuy nhiên, một công ty đã suy nghĩ đến vấn đề này, đó là Loop Industry có trụ sở tại Canada. Thay vì sử dụng dầu mỏ và khí thiên nhiên, công ty Loop tận dụng tất cả mọi vật dụng từ nhựa sẵn có với thành phần là sợi polyester. Sau đó, họ nghiền nát chúng để biến chúng thành một sản phẩm nhựa mới. Điều đáng nói ở đây là quy trình này không cần đến năng lượng như các cơ sở tái chế thông thường vẫn hay sử dụng đến. Do vậy, sẽ giúp giảm thiểu đáng kể khí nhà kính so với bình thường. Đây không còn là tái chế nữa, mà được hiểu là hoạt động nâng cấp sử dụng. Phương thức này đã manh nha xuất hiện từ những thập niên 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên khi đó, phương pháp chủ yếu vẫn là dùng đến nhiệt và sức ép với giá thành vô cùng đắt đỏ. Vậy nói một cách chính xác thì quy trình thực hiện của Loop sẽ như thế nào? Hãy tưởng tượng rác nhựa giống như một chiếc bánh sô-cô-la. Quy trình của Loop tựa như việc bạn phá tan chiếc bánh thành các nguyên liệu ban đầu, bao gồm trứng, bột mì, đường và sô-cô-la. Mỗi thành phần đều được tách ra trở về vật chất nguyên thủy ban đầu. Với phép ẩn dụ là một chiếc bánh, chúng ta có thể hiểu xa hơn tựa như cho trứng vào lại trong vỏ. Sau đó, Loop sẽ lấy những nguyên liệu thô sơ ban đầu và biến chúng thành một chiếc bánh hoàn toàn mới. Để bắt đầu, họ vận hành một lò phản ứng lớn với một lượng rác thải nhựa, cộng thêm những chất xúc tác độc quyền từ Loop. Chất xúc tác sẽ khiến rác nhựa tách thành hai phân tử cơ bản, DMT, dimethyltereptalate và MEG, monoethylene glycol. Sau đó, các phân tử DMT và MEG được lọc sạch các phụ gia đơn cử như màu nhuộm. DMT và MEG nguyên chất được biến trở lại thành PET, polyethylene terephthalate, nguyên liệu cơ bản để sản xuất ra những sản phẩm nhựa. Những hạt nhựa nhỏ này sẽ được bán cho các nhà máy sản xuất chai nhựa và bao bì. Các hạt nhựa được cho vào máy, tạo khuôn để ra được thành phẩm cuối cùng. Và sau khi được sử dụng, các chai nhựa chai đựng, sợi polyester và nhiều thứ khác nữa, chúng sẽ lại được thu gom, phá vỡ các liên kết và lại trở thành một sản phẩm nhựa mới một lần nữa. Vòng tuần hoàn đấy tuyệt nhiên không cần đến năng lượng hóa thạch. Những sản phẩm hoàn thiện của Loop hiện đang được cung ứng cho những nhà sản xuất lớn như Pepsi, Coca-Cola, Evian. Họ cũng đang xúc tiến xây dựng nhà máy đầu tiên tại Mỹ, được đặt tại Nam Carolina. Hãy cùng mong đợi rằng quy trình này đủ bền vững để góp phần khiến thực trạng này có thể biến mất. Vâng, kể cả khi có được một công nghệ bền vững thì điều quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường vẫn phải là giảm thiểu. Chúng ta cần hướng đến lối sống tối giản, không lãng phí, bởi giảm thiểu sử dụng thì sẽ giảm thiểu được rác thải. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong các hoạt động sống xanh. Hãy dừng lại vài giây để suy nghĩ xem mình có thật sự cần đến túi ni lông hay là các loại sản phẩm nhựa dùng một lần hay không. Nếu không thì hãy từ chối nhận chúng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau.